Đó, đây có cái chợ khu. Chợ. Có đậu không? Vô cửa hàng mua qua. Ủa, phải cái đậu này không chú Liêm? Dạ, cái đó đỏ. Nó nhỏ. Đậu mà không có mùa, nghe mùa. Vậy hả, không phải nghe mùa hả? Này đậu đỏ mà. 200 đi em. Vậy là không có đâu. Đậu gì vậy nè, chị 200 đi. Cho nó đỡ em. Chứ không có cơm chị lấy mấy cái cứng. Có chia hai không là vô lòng một bịch. Lát ra rồi kia chị lên nha, chứ Liêm. Mưa. Nằm đâu? Đó, cái chuyện này. Mưa. Good. Đi là chỗ đó xa. Xa lắm. Giờ là chỗ đó tới chùa đất sét rồi đi tới đó đó. Về sáng mình đi. Giờ này khỏi đi. Sáng mình đi qua đó, đi về luôn á đâu. Sao về luôn nữa. Mày đi. Vậy hả? Mà bây giờ đi cửa đường cũng là tối rồi. Bây giờ vô nơi nó tối rồi sao chụp hình? Ờ. Cho nên là tới đó là tối rồi, chụp cũng chẳng đẹp. Bây giờ về đi chợ đi. Đi ăn. Về ở chợ đó tối rồi chụp hình, muốn mà chụp quá trời rồi còn gì nữa. Giờ tới đó là tối rồi, lâu nữa. Dạ. Hơn 10 cây nữa hả? Dạ thôi. Tới đó tối rồi, không có